Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ đến với một chủ đề, đó chính là bạn nhận lại được gì sau tất cả những lần bị vũ trụ từ chối. Nếu như bạn nào đã từng theo dõi Vi và đã từng nghe một cái chủ đề gần đây nhất Vi đã làm, đó chính là tại sao vũ trụ bắt bạn phải chờ đợi. Hình như là nó có cả ở kênh cũ nữa phải. Thì đây sẽ là phần tiếp nối của cái phần đó. Tuy nhiên nói là phần tiếp nối nhưng thực tế nó sẽ được cung cấp thêm những thông tin cũng như là cập nhật theo tình hình năng lượng của các bạn hiện tại, cũng như là các cái thông điệp được gửi ngày hôm nay, để xem là tại sao cứ liên tục, ví dụ như là các bạn gặp rắc rối trong vấn đề công việc, tại sao liên tục mặc dù các bạn rất cố gắng nhưng mà chuyện tiền bạc của các bạn hay chuyện tài chính các bạn nó luôn luôn nó bị hao hụt, hay nó gặp những cái vấn đề sự cố ở những cái bước cuối cùng. Hay là tự nhiên tại sao mặc dù các bạn đã chữa lành nhưng các bạn vẫn gặp phải những cái trường hợp không mong muốn trong chuyện tình cảm. Vậy thì sau tất cả những cái lần mà các bạn học đi học lại như vậy thì các bạn sẽ nhận lại được gì? Đôi khi cái góc nhìn đến từ vũ trụ, hay là góc nhìn đến từ tổ tiên, hay là góc nhìn đến từ độ bảo hộ tâm linh, những cái người cao hơn chúng ta, họ sẽ có những cái kế hoạch khác. Và không phải cái nào nó cũng là những cái bi kịch thật sự, mà phải mất rất là nhiều thời gian sau này chúng ta mới hiểu được. Thì vậy thì hôm nay mình sẽ mạn phép để mình sẽ kết nối trực tiếp và truyền tải những thông tin được cho phép truyền tải trong cái thời gian này cho các bạn nha. Và hôm nay thì mình sẽ có 3 tụ tương ứng với 3 bộ bài. Và các bạn có thể chọn tinh dầu cũng được. Tinh dầu đầu tiên là màu cam, tụ 1, tinh dầu số 2, bộ bài số 2 với màu xanh lá cây. Màu nó hơi tối một xíu, mình sẽ vừa đọc vừa nói. Tinh dầu số 3 là màu tím. Các bạn có thể dừng lại để xem cái bộ bài nào hay cái chai tinh dầu nào thu hút nhất với các bạn. Và theo tinh thần trải bài chung, các bạn không cần thiết chọn hết tất cả các tụ. Nếu như nó không liên kết, các bạn chỉ chọn những cái tụ liên quan nhất tới các bạn và sẽ chỉ đón nhận những thông tin liên quan nhất thôi. Và ngoài ra, nếu như bạn vẫn không tìm được thông tin ngay cả khi các bạn xem trải bài thì các bạn hoàn toàn có thể sang một cái video khác của Vi hoặc là sang một kênh khác để đón nhận thông điệp nha. Bây giờ mình sẽ vào với tụ đầu tiên để xem là bạn nhận lại được gì sau tất cả những gì, những lần bạn bị từ chối. Tụ 1, sau tất cả bạn nhận lại được gì? Các bạn có connect with Gaia. Wow. Mình có thể nói luôn, khi mà mình nhìn đến cái lá bài này, tại sao mình cười, đó chính là sau tất cả những lần bị từ chối, hay là các bạn bị điều hướng sang một cái hướng khác, hay thậm chí là đôi khi nó là những cái thử thách khó nhằn liên tiếp với các bạn á, nó đến từ cái việc để cho các bạn tiếp đất tốt hơn. Tiếp đất ở đây có thể đơn giản hiểu, đó chính là đôi khi những gì các bạn nghĩ và những gì thực tế nó khác nhau, và các bạn chấp nhận được cái điều đấy. Chấp nhận để các bạn thay đổi, chấp nhận để các bạn chấp nhận mọi thứ diễn ra, chấp nhận để các bạn có thể có một cái nhìn đúng đắn hơn trong tất cả các cái kế hoạch, cũng như là cái bước mà các bạn thực hiện ra thực tế, để nó không bị chênh lệch quá nhiều nữa. Thế nên là mới có khá là nhiều lần đập đi xây lại, có khá là nhiều lần các bạn luôn luôn phải chững lại một chút để các bạn kiểm tra lại toàn bộ cái hành trình, cái quá trình, những cái đường đi nước bước, hay thậm chí là tại sao có những cái đầu trì hoãn lại xảy ra lâu như vậy. Và đặc biệt ở đây mình đang thấy có thể liên quan vấn đề về sức khỏe, liên quan đến vấn đề về công việc, tiền bạc, những cái hoặc là liên quan vấn đề chỗ ở, liên quan vấn đề di chuyển, liên quan đến một cái quyết định nào đó mà thực sự nó ảnh hưởng đến cái sự sống còn của các bạn, nó liên quan đến sự tồn tại của các bạn. Thì đây là những gì mà mình đang thấy là các bạn trải qua. Và mình sẽ xem thêm bạn sẽ nhận lại được những gì nữa. Wow, Divine Guidance. Các bạn thấy chưa, sự chỉ dẫn linh thiêng đến từ đấng tạo hóa. Khi nhắc đến từ Divine, cái cụm từ này này, cái cụm từ Divine này này, thực ra nó để chỉ toàn bộ những tập hợp rất nhiều những năng lượng ánh sáng. Nếu như các bạn đã từng đọc cái bài viết của mình đã ghi 12 cái năng lượng trong độ bảo hộ tâm linh, thì đấy chỉ là một phần rất nhỏ trong Divine thôi. Trong đứng linh thiêng đâu vẫn còn rất rất nhiều tên gọi khác, nhưng chắc chắn nó đều là những cái thực thể rất nhiều ánh sáng mà không phải lúc nào con người chúng ta cũng có cơ hội để tiếp cận, lắng nghe, và thậm chí kể cả có nghe được thông điệp thì chưa chắc đã hiểu là nói thật sự về cái gì. Đó, tại vì họ luôn là thế, nên là họ mới dùng những cái cách thực tế nhất, đó chính là làm gì? Đưa những cái trường hợp khó nhằn trong cuộc sống các bạn trong tụ 1 để các bạn làm gì? Nhìn trực tiếp vào nó, đối diện hẳn với nó, để không gọi là mơ mộng, để không gọi là lệch lạc đi đâu được cả. Phải làm việc bằng được với nó thì thôi. Và nó là sự chỉ dẫn đến từ linh thiêng. Thậm chí đến ngay bây giờ, nếu như bạn được chỉ dẫn ở tụ 1 thì mình cũng tin đấy là những sự chỉ dẫn cho các bạn. Thì các bạn trong tụ 1 có thể comment bình luận khẳng định lại cho mình biết về cái câu chuyện của các bạn, cũng như là các bạn chia sẻ cho mình. Ngoài ra, bạn nhận lại được gì sau tất cả sự từ chối? Wow, true love, tình yêu thật sự. Có vẻ như là các bạn đã từng hẹn hò, hoặc là đã từng tham gia một vài những cái mối tình, dù chính thức hay không chính thức, với những người có những cái năng lượng không thật sự trưởng thành trong chuyện tình cảm. Họ có những cái nhận thức, có những góc nhìn và suy nghĩ khá khác với các bạn. Và đôi khi bản thân các bạn, một là thất vọng, hai là các bạn có xu hướng là chạy theo cái cảm xúc của họ, ba là có xu hướng bị lệ thuộc. Mặc dù bạn biết cái điều đấy nó là không đúng, nhưng bạn không thể làm một cách nào khác, bởi vì
nó là một thứ gì đó trong người các bạn rồi. Và cũng bởi vì một điều nữa là đôi khi các bạn cũng quá là khao khát có được một cái tình yêu thật sự nữa. Thế nên là nó gây ra rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình đang thấy ở đây sau tất cả những cái bài học, khi mà bạn đã tiếp đất hơn, bạn bình ổn hơn, bạn nhìn nhận lại bản thân một cách gọi là trung thực hơn, và bạn dám bóc tách ra đâu là cái con người thật sự, hoặc là đâu là cái mối tình thật sự mà bạn sẽ để lại tiếp tục bạn nuôi dưỡng, và đâu là những thứ mà bạn nghĩ là ok, đấy là cái chương cũ cần phải đóng lại hoàn toàn, đấy là cái mối quan hệ độc hại, đấy là cái mối quan hệ không cân bằng, tôi sẽ khép lại toàn bộ. Dù đau đớn nhưng tôi vẫn phải đi tiếp, kiểu như vậy. Thì ngay tại thời điểm đấy, cái thứ mà bạn nhận lại đó chính là tình yêu thật sự. Bạn sẽ tự động thu hút cái người thật sự, cùng cái tần số, cùng cái năng lượng, thật sự yêu thương các bạn, cùng, nói chung là họ còn vượt xa tất cả cái tiêu chuẩn mà bạn đã từng viết là bạn muốn có cái người bạn đời như thế nào, hay bạn muốn có một người yêu ra sao đến bên cạnh các bạn. Thực sự mình đang thấy ở đây vũ trụ hay thậm chí là đứng tạo hóa cho các bạn được rất rất nhiều cơ hội để các bạn thông qua cái sự đập đi làm lại, thông qua những cái lần tiếp đất nha, thì thực sự mỗi một lần đấy các bạn đang được tiếp cận nhiều hơn cái cơ hội thật sự dành cho các bạn. Và thực sự nó tại sao mình lặp lại nhiều từ thật sự như vậy, bởi vì nó quá là tuyệt vời ở đây. Với những gì mình đang nhìn thấy, nó không những là giúp cho bản thân bạn vững vàng hơn đâu, mà nó đang giúp các bạn, bạn sẽ có được nhiều hơn những gì bạn đã mất đi. Mình sẽ muốn nhấn mạnh cái cụm từ đấy cho các bạn. Safe home. Nếu như bạn nào đang muốn trông chờ đến một cái chuyến đi để có thể chuyển nhà, hoặc là mong chờ cái ngôi nhà của các bạn, nó cái ngôi nhà sắp tới, cái ngôi nhà thật sự bạn mơ ước về, nếu như hiện tại bạn chưa có một cái nơi ở ổn định, hoặc là bạn muốn tách ra khỏi với gia đình hiện tại các bạn để ở riêng nhưng mà chưa có cơ hội nha, thì mình đang thấy ở đây cái việc mà bạn nhận được lại đó chính là một ngôi nhà mới, một cái nơi ở mà thật sự khi mà bạn đến đó, bạn sẽ biết được rằng là bạn cảm giác như bạn thuộc về đấy lâu lắm rồi. Bạn sẽ gặp được những người cùng tần số với bạn, những người mà có cùng cái sự hiểu biết giống bạn, có cùng cái mối quan tâm giống bạn, có cùng cái sự chia sẻ để bạn hoàn toàn có thể, đôi khi bạn hoàn toàn có thể dựa vào họ để cùng nhau chia sẻ được, bạn không phải làm mọi thứ một mình nữa. Thì thực sự mình đang thấy ở đây nó có quá nhiều thứ bạn sẽ được nhận lại sau tất cả những lần từ chối này. Đương nhiên mình nói thế không có nghĩa là để cho các bạn gọi là các bạn quá trông chờ điều này, nếu như mà tất cả những gì mình nói nó chưa đến. Nhưng mà chỉ là mình đang muốn nói là mình được phép truyền tải những thông điệp trong ngày hôm nay à, tại vì mình biết là có những bạn sẽ muốn nghe những thông điệp này. Chúng ta không thể nào cứ cố gắng mà chúng ta không biết được cái đích đến chúng ta là gì. Và chúng ta không thể nào cố gắng mà không biết được cái việc là cái nỗ lực chúng ta, cái nỗ lực cải thiện, hoặc là cái nỗ lực mà đập đi rơi lại đấy nó sẽ dẫn đến đâu. Tại vì cái hành trình mà tái tạo, cái hành trình mà bị từ chối liên tục như vậy, nó sẽ khiến cho không những là cả về vật chất, những cái mối quan hệ, nó khiến cho tinh thần, nó khiến cho tinh thần thì kiệt quệ, nó khiến cho vật chất hay tiền bạc nó cũng bị hao hụt đáng kể. Vậy thì cái đích đến ở đây là gì? Tất cả những chuyện đấy để cho bạn nhận lại những điều này. Safe home. Yeah. Không hiểu sao cái lá bài tình yêu thật sự và lá bài ngôi nhà an toàn nó đi cạnh nhau. Mình đang thấy có một cái sự liên kết ở đây, đó chính là một là bạn sẽ chuyển về chung sống với cái người bạn đời của các bạn, cùng nhau tạo dựng nên một cái ngôi nhà riêng. Hai, đó chính là bạn coi cái true love kia, tình yêu thật sự, chính là một ngôi nhà luôn luôn động viên các bạn, luôn luôn để bạn gọi là luôn luôn bạn cảm giác thuộc về, luôn luôn bạn cảm giác là dù đi đâu đấy cũng là nhà. Đó. Ngôi nhà này có thể tồn tại dưới cái hình thức vật lý hoặc phi vật lý nha. New beginnings. Wow. Khởi đầu mới. Tụi này ơi, nếu thấy con số 44, con số 39, con số 26, con số 38, con số 10, không hiểu sao à, thì đấy là những cái dấu hiệu cho các bạn. Hai xu. Đừng lo lắng quá về lĩnh vực công việc hay là dòng thu nhập tài chính của các bạn hiện tại, bởi vì mình đang thấy ở đây là có bị ồn quá không mọi người. Tại vì bên này họ vẫn đang, hiện tại họ còn đang làm thêm về xây cầu nữa, nên là nhiều lúc hơi bị ồn. Mình cứ phải canh me để mình làm việc thôi, cũng không thể làm theo những cái thời gian bình thường được. Hay xu ở đây nó cho thấy được rằng là khi mà bạn rất là cần, hoặc là khi mà bạn bị từ chối quá nhiều, tự nhiên bạn không dám mơ ước đến những cái mục tiêu lớn hơn, hoặc là đôi khi bạn bị dập tắt đi cái ngọn lửa đam mê, hoặc là đôi khi nó khiến cho các bạn, tại vì các bạn đã tốn rất là nhiều tiền của và công sức vào những cái lần bị từ chối trước rồi. Thế nên là trong cái thời gian sắp tới, mình đang thấy trong thời gian sắp tới nha, trong vòng 2 năm đổ lại nha, mình đang thấy ở đây ít nhất là xuất hiện hai cơ hội cho các bạn, và hai cơ hội đấy sẽ giúp các bạn gia tăng đáng kể về thu nhập hơn bên cạnh cái công việc hiện tại của các bạn.
quan trọng bạn sẽ lựa chọn cái nào. Và nếu như bạn lựa chọn cả hai thì đương nhiên cái sức lực hay là về cái công sức, cái sự sáng tạo các bạn cũng phải bỏ ra nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn một điều, có một cái lời khuyên cho các bạn thôi, dù làm gì cũng được nhưng hãy nhớ rằng thứ nhất, các bạn có thể sẽ phải đảm nhiệm nhiều hơn cái chức trách mà hiện tại bây giờ bạn đang có. Thứ hai đó chính là hãy vui. Hãy vui trong tất cả những gì bạn làm. The Death. Wow. Nine of Wands. Kỵ sĩ gậy. À kỵ rồi nha. Page of Wands. Ah, The Lovers. Rồi, tình yêu đích thực. Trời ơi, có đến 2 lá, 3 lá tình yêu đích thực, 2 lá tình yêu đích thực và 1 lá gia đình, 1 lá ngôi nhà. Wow, các bạn sẽ nhận lại tất cả những gì, thậm chí nha, những gì mà bạn đã mất, dù nó đau đớn như thế nào, dù nó kiệt quệ ra sao, nó cũng sẽ không bằng được 1/10 của những gì bạn sẽ được nhận lại và những gì đang được sắp xếp cho các bạn đâu. Mình đang nhìn thấy dưới góc độ của lá bài là như thế. Và cái năng lượng ở đây, nhưng mà chắc chắn rằng là nó sẽ phải được trải qua và kiểm tra đi, kiểm tra lại cái tinh thần vượt khó của các bạn, cái tinh thần chống chịu bão táp phong ba, cái tinh thần chống chịu cực khổ của các bạn, cái tinh thần mà bạn kiên trì, bạn vượt qua, và cả tinh thần cái việc là bạn dám buông bỏ những thứ gì cần buông bỏ nữa. Ở đây nó cho thấy cái hình ảnh tờ đét, nó cho thấy là một thứ gì đấy cần được chết đi và một thứ khác mới được tái sinh. Giống như hình ảnh Phượng Hoàng bay lên từ đống tro tàn vậy. Cái này cũng có thể liên quan đến tình trạng của một mối quan hệ khi mà nó đã đến một cái dấu hiệu của cái việc hạ nhiệt. Và bạn cần phải nói chuyện với đối phương để xem là cả hai người có nên tiếp tục đi tiếp, và nếu đi tiếp chúng ta cần phải thay đổi như nào, cần phải thích nghi ra sao trong cái mối quan hệ mới, thì đấy mới được gọi là khởi đầu mới. Các bạn có nhớ có lá bài khởi đầu mới ở đây không? Tại vì cái tờ đét này trông thì đáng sợ nhưng thực ra nó là để kết thúc một cái gì đó, để đánh dấu sang một khởi đầu mới. Và khởi đầu này mới thật sự mang lại cho các bạn về gì? Đam mê, nhiệt huyết, mang lại cho các bạn về cái hành trình tuyệt vời, mang lại cho các bạn những cái cơ hội, mang lại cho các bạn cái việc là giá trị bản thân nó được nâng cao hơn. Hiểu? Mình nghe thấy một điều thôi nha, đó chính là cái khởi đầu mới của các bạn đến rồi. Quan trọng là các bạn cứ cởi mở ra với nó. Có thể như bây giờ khi mà mình nói xong, các bạn vẫn chưa biết cái khởi đầu mới của các bạn nó thật sự liên quan về cái gì, và các bạn cũng chưa nhìn thấy được cái kết quả, bởi vì cuộc sống của các bạn nó vẫn đang ở trong tình trạng trôi nổi chẳng hạn. Vẫn đang trong tình trạng là bạn nghĩ đang ở trong tình trạng giờ đét, đang trong tình trạng tái tạo hoặc là hơi hơi sập sệ một xíu cũng được. Nhưng mà mình chỉ muốn nói là tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị cho các bạn rồi. Có rất nhiều tình yêu thương sẽ được gửi xuống để che chở cho các bạn trong những khoảng thời gian bão bùng, trong những lúc mà thật sự các bạn cần sự kiên nhẫn, các bạn cần lòng tin, các bạn cần sự can đảm. Rất nhiều tình yêu thương, ví dụ như là từ những người đã khuất trong gia đình các bạn này, từ tổ tiên này, từ những người mà thật sự yêu thương các bạn này, từ thiên thần này, từ những cái lực lượng mà thực sự là đôi khi các bạn sẽ chỉ gặp họ thông qua ánh nến, hoặc là thông qua cái lúc mà các bạn sử dụng những cái nghi lễ, những cái nghi lễ linh thiêng thôi, thì các bạn mới có thể gặp được, các bạn mới có thể nhìn được, hoặc khi các bạn thiền định sâu. À, ngoài ra khi các bạn ở gần với nước nữa, mình đang thấy là có những ký ức của tình yêu thương, có nghĩa là bạn sẽ nhận lại được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là các bạn nhận được sự chúc phúc này, các bạn nhận được cái đầu khi mà bạn dám thay đổi này, khi bạn dám tham gia hành trình mới này, các bạn nhận được cái sự chỉ dẫn. À đúng rồi, cái sự chỉ dẫn linh thiêng đừng bao giờ quên, bởi vì tất cả những gì bạn làm trong thời gian này, không làm trong thời gian này, nói trong thời gian này, không nói trong thời gian này, những người gặp bạn, những người không gặp bạn, hay vô tình những cái gì nó vẫn bị bỏ lỡ, thì hãy nhớ rằng nó là sự sắp xếp. Hãy chỉ cần gật đầu và mỉm cười bước qua cái sự sắp xếp đấy thôi. Còn nếu như nó là cơ hội thì hãy đón nhận. Vậy thôi. Đừng có nghĩ nhiều, đừng có phân tích trong thời gian này nữa, bởi vì là các bạn đã làm rất tốt với cái hành trình của các bạn rồi. Cái sự gieo hạt của các bạn đã đến lúc nó cần được thu hoạch rồi. Trời ơi, có rất nhiều liên quan về chuyến đi, liên quan về sự dịch chuyển, liên quan về hành trình nha các bạn ơi. Hãy cứ tiến bước về phía trước một cách tự tin. Mình thật sự rất là hạnh phúc cho các bạn trong tụ 1 khi nhìn thấy cái lá bài này. Các bạn thực sự đang rất khao khát đến một điều, đó chính là được thay đổi toàn bộ những gì mà bạn đang có trong cuộc sống, đặc biệt liên quan đến một chuyến đi, liên quan đến một cái hành trình. Thực ra bạn cũng rất là ngán ngẩm trong cái tình thế cũ của các bạn rồi, trong cái ngôi nhà cũ các bạn đang ở rồi. Không phải bởi vì là mọi người ở đó làm sao với bạn, hoặc là bởi vì bạn chán ghét hay làm sao cả, chỉ đơn giản bạn biết là đã đến lúc bạn đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của bạn, và đã đến lúc bạn cần phải đi.
Nhưng mà chỉ là bạn chưa, ví dụ như bạn chưa có đủ thu nhập để bạn đi này, bạn chưa biết là bạn đi đi nơi nào này, hoặc là bạn chưa biết là đến đó bạn sẽ làm công việc gì hay như thế nào đó, thì đôi khi nó đang là những thứ mà nó đang hơi khiến bạn hơi chùn chân mỏi gối, hơi khiến bạn đang bị mắc mắc kẹt vào cái nỗi sợ, nỗi lo âu về cái việc phải tiến lên thôi. Nhưng mà mình nói luôn này, dù các bạn có sợ đến đâu nhưng các bạn đang được đẩy rất nhanh về phía trước, đặc biệt cái hành trình này, để thứ nhất gặp gỡ được tình điêu định mệnh của các bạn, và thứ hai xây dựng một cái ngôi nhà hoàn toàn mới, ngôi nhà do bạn làm chủ, ngôi nhà do bạn trang trí, ngôi nhà bạn luôn cảm giác an toàn bình yên, ngôi nhà mà tất cả những người ở đấy sẽ luôn yêu thương tôn trọng các bạn. Do thực thực sự là cái những gì tồi tệ nhất đã ở đằng sau lưng các bạn rồi. Đây là một câu nữa mà mình muốn truyền tải cho các bạn luôn. Rất rất nhiều thứ chờ đợi các bạn, hãy cứ nghỉ ngơi đi. Thời gian này có thể như là các bạn sẽ được tạo dựng, được 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 cung cấp thêm nhiều công cụ, cung cấp thêm nhiều cái thời gian để các bạn nghỉ ngơi cũng như là nạp lại năng lượng trước khi mà bạn tiến tới một cái hành trình mới, một cái hành trình nó khá là năng động như thế này trong thời gian sắp tới, rất sớm đâu nha. Một số bạn có thể nhanh nhất là vài ngày nữa, đấy là những gì mình đang thấy. Con số 8, con số 4, số 8 cũng là con số rất là quan trọng với các bạn. Có thể nó sẽ đánh dấu một cái dấu mốc của cái ngày. Có thể nó liên quan đến một cái ngày mà bạn thay đổi toàn bộ một thứ gì đó, ví dụ thay đổi nơi ở, đấy là ngày quan trọng chẳng hạn. Hay là ví dụ nó đánh dấu một cái mối quan hệ nó sẽ được thành lập, hay nó đánh dấu một cái ngày kỷ niệm nào đấy. Nhưng mà chắc chắn một điều là con số 4 và con số 8 rất là quan trọng. Và đặc biệt là khi mà nhìn lá bài này thì thực sự các bạn không cần phải lo gì nữa nha. Mặc dù mình biết là bây giờ hiện tại các bạn đang lo rất là nhiều về cái việc là các bạn đang chưa nhìn thấy những gì mà Vi Vi đang truyền tải. Bạn không thể tránh được cái vận mệnh này đâu. Cái vận mệnh bạn được đẩy về phía trước, vận mệnh là các bạn sẽ có được một ngôi nhà, vận mệnh là bạn sẽ được chuyển tới với những người yêu thương các bạn, cái vận mệnh mà bạn được giăng buồm ra một cái hành trình mới để bạn làm chủ, để bạn sống một cái cuộc đời mới. Đấy chất đấy, tất cả cái đấy chính là new beginnings, và đấy chính là những gì nhận lại, đấy chính là những gì vũ trụ tại sao bắt các bạn chờ đợi. Thì vừa rồi đấy là thông điệp mình chia sẻ cho các bạn trong tụ 1. Bây giờ mình sẽ sang các bạn trong tụ 2 nha. Tụ 2, bạn nhận lại được gì sau tất cả những chuyện này? Các bạn có patience, sự kiên nhẫn liên quan việc là rất có thể sau tất cả những lần bị từ chối, sau tất cả những lần mà bạn chật vật, bạn vật vã hoặc bạn thay đổi liên tục kế hoạch nhưng mà nó không hiệu quả, nó đến từ việc là rèn luyện cho bạn tính kiên nhẫn. Nếu như trong quá khứ các bạn từng là những người mà các bạn không thích phải chờ đợi, từng là những người mà các bạn muốn làm mọi thứ nhanh 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 nhanh, hoặc là các bạn từng là những người mà các bạn không thể kiên nhẫn được với chính bản thân bạn, với tốc độ của chính bạn, hoặc là không thể kiên nhẫn được với người khác, muốn người khác thay đổi ngay lập tức, thì sau tất cả những lần này mà vũ trụ tạo dựng cơ hội cho các bạn, đôi khi không thoải mái là để cho các bạn luyện tập được sự kiên nhẫn, điều độ, cân bằng. Sự chữa lành cũng là một trong những yếu tố mà các bạn sẽ được nhận lại. Wow, sức khỏe của các bạn sẽ được cải thiện hơn. Sự sáng tạo sẽ được gia tăng một cách đáng kể, bất kể là các bạn có đang làm công việc về sáng tạo hay không. Nếu như bạn làm công việc chính của các bạn liên quan về sáng tạo thì thật sự rất là tuyệt vời. Còn nếu không thì sự sáng tạo nó sẽ đến theo từng ngóc ngách trong cuộc sống các bạn. Ví dụ như là sắp đến Noel rồi thì đùng một phát các bạn lại muốn trang trí nhà cửa hoặc trang trí mua những cái đồ Noel mà mặc dù trước giờ bạn vào những ngày đặc biệt bạn còn chẳng quan tâm. Đó, thì đây cũng là một sự sáng tạo. Hoặc ví dụ như là các bạn muốn thích bắt đầu là thích chụp ảnh hơn, thích làm bánh hơn, thích viết lách hơn, thích thích tự nhiên là tạo dựng video nhiều hơn, thích hát nhiều hơn, tất cả những thứ đấy đều là sáng tạo. Hoặc là các bạn muốn trang trí một cái gì đó trên bàn làm việc các bạn nhiều hơn, mua cây xanh nhiều hơn, sử dụng đôi tay các bạn nhiều hơn. Hãy nhớ rằng sự sáng tạo nó không chỉ đơn thuần là những thứ gì đấy nó đẹp đẽ hoặc là nó nghệ thuật, mà sự sáng tạo chỉ đơn giản là bạn thay đổi cái lối sống hàng ngày, đi theo một cách mới hoặc là một cái tư duy mới, nó cũng là một sự sáng tạo ha. Wisdom. Wow, sự thông thái. Các bạn ơi, thực sự mình đang thấy là tụ 2 là cái tụ đang được rất ưu ái nha. Thực ra cái từ sự thông thái là mình nghĩ nhiều hơn đến cái việc là không hẳn là trong những cái khoảnh khắc trong quá khứ các bạn ấy không học được bài học, hay là các bạn ấy chưa đủ thông thái để giải quyết, hay là các bạn ấy chưa trưởng thành để đưa ra một cái vấn đề gì hoặc là để hàn gắn, hoặc là để sửa chữa một cái vấn đề gì đó, hoặc hay là các bạn ấy cứ mắc sai lầm, thì không phải, mà chỉ là theo thời gian và theo qua những sự kiện các bạn ấy sẽ biết cách
thương lượng với những mối quan hệ như thế nào mới là tốt. Các bạn tự biết điều chỉnh cảm xúc của các bạn ấy với tùy từng trường và hoàn cảnh để làm sao cho được lợi cả cho chính các bạn ấy và được lợi cho cả người khác nữa. Thì đấy, mình đang nghĩ đến nó liên quan sự thông thái. Hoặc sự thông thái nó cũng đến từ cái việc là nếu như lúc trước các bạn mới chỉ hiểu biết mọi thứ ở cái mặt chữ thôi, hoặc là ở cái mặt gọi là bề nổi thôi đó, và bạn ấy cũng không nghĩ quá nhiều đến cảm xúc người khác, không nghĩ quá nhiều cái việc là cần phải hiểu biết thêm về lễ nghĩa, cần phải hiểu biết thêm về những bên cạnh cái việc là ví dụ như các bạn ấy rất là giỏi về công việc đi, nhưng mà các bạn ấy lại không giỏi về giao tiếp hoặc là không giỏi về cách đối nhân xử thế. Vậy thì có rất là nhiều lần xảy ra những cái sự kiện chéo ngoe và khiến các bạn ấy phải tự nhìn nhận lại bản thân, và thông qua những lần đấy, cái thứ mà bạn thu nạp lại đó chính là sự thông thái này, đó chính là sự bình tĩnh hơn khi giải quyết vấn đề, đó chính là biết khi nào nên tương tác với mọi người, khi nào nên nói có, khi nào nên nói không, khi nào đặt cái sự thông minh cảm xúc vào trong một mối quan hệ hay là vào trong tất cả những gì bạn làm. Mình đang nói chung về mối quan hệ để cho các bạn dễ hiểu về cái sự thông thái này. Có nghĩa là đến bây giờ thực sự thì các bạn ấy đang ở trong một cái vị thế là các bạn ấy rất được yêu ái, đó chính là các bạn ấy đã nhìn nhận mọi thứ dưới một cái góc độ nó nhẹ nhàng hơn, nó cân bằng hơn. Và đặc biệt bạn cảm giác là à, khi mà mình thật sự hiểu một cái vấn đề gì đó, hoặc là mình hiểu một cái khía cạnh khác của một cái người mà mình từng không thích, hoặc mình từng không hiểu họ, hoặc là mình từng gây hấn với họ, là mình mới hiểu ra là à, đấy thực ra cũng là một hành trình của sự chữa lành. Chứ không phải là chữa lành chỉ cần là chữa lành cho chính mình còn không quan tâm đến người khác, hay là chữa lành chỉ cần là học và đọc những cái phương pháp thôi rồi áp dụng chứ còn không cần hiểu thêm hiểu xa, thì không phải như thế ha. Và ngoài ra con số 7, con số 33, con số 29, con số 30 là con số khá quan trọng với các bạn. Có thể nó liên quan đến các cái độ tuổi, nó liên quan đến các cái ngày quan trọng khi các bạn đạt được một cái điều gì đó, các bạn ngộ ra một điều gì đó, vào những cái sự kiện đóng vai trò quan trọng hoặc là những mối quan hệ quan trọng của các bạn ấy. 25 good year, cái điều các bạn còn nhận lại nó còn liên quan đến việc là những cái khoảnh khắc vui vẻ sắp tới nó sẽ liên tục ập tới với các bạn. Bởi vì sao? Các bạn đã hoàn thành rất tốt những cái lần học bài học đến từ vũ trụ. Và chắc chắn là cái khoảnh khắc vui vẻ này nó phải đến từ cái việc bạn phải cảm thấy vui vẻ với bản thân chưa đã. Bạn phải cảm giác là bạn hài hòa với mọi thứ chưa đã. Bạn cảm giác là bạn không còn xung đột, bạn không còn cảm giác là khó chịu khi một ai đó không hiểu các bạn, hoặc là nói không tốt về các bạn chưa đã. Hoặc là khi mà cái mối quan hệ lúc trước các bạn nó từng không được hàn gắn bởi vì cái khả năng giao tiếp nó... hai bên giao tiếp chưa thấu hiểu nhau và bạn cũng không buồn giải thích, thì bây giờ bạn đã có cái cách khôn khéo hơn để bạn giải quyết vấn đề. Thì đấy cũng là một cái liên quan đến sự sáng tạo trong việc giao tiếp, đấy cũng là một thứ liên quan đến sự thông thái mà các bạn nhận được, và đấy cũng là, và các bạn thấy vui với cái điều đấy, và cái mối quan hệ này có thể được hàn gắn hơn, thì đấy cũng là những cái niềm vui mà đến với bạn. Không chỉ là bạn tạo dựng ra niềm vui với người khác, mà ngược lại, khi mà bạn vui, bạn hài hòa, bạn chữa lành và bạn hiểu được một cái cấp độ khác trong cái việc là giao tiếp giữa con người với con người, và trong những cái khía cạnh mà tại sao chúng ta được kết nối với nhau, và tại sao đôi khi chúng ta phải bị tổn thương bởi những lời nói, hoặc đôi khi chúng ta lại bị xa cách, bị phản bội bởi những lời nói, chúng ta bị gặp những cái vấn đề khó xử liên quan đến tình yêu, các mối quan hệ, hoặc là liên quan đến những vấn đề về công việc, thì hãy nhớ rằng nó đến từ cái việc là khi mà bạn không thật sự chấp nhận về bản thân, hoặc là chưa thật sự học về bản thân một cách đúng cách. Nhưng mà bây giờ các bạn đã khác rồi, và các bạn lan tỏa được cái điều đấy đến. Và khi các bạn lan tỏa được cái điều good cheer này, nghĩa là những cái niềm vui nho nhỏ như thế này, thì vô hình chung những người khác họ cũng nhẹ nhàng lại với các bạn thôi. Họ cũng không gọi là nghĩ đến những cái thời gian quá khứ bạn đã làm gì với họ, hoặc là họ cũng không còn quá gay gắt với bạn như lúc trước nữa. Không hiểu sao khi nhắc đến tụ hai, mình đang thấy là cái khoảng thời gian sắp tới các bạn là những khoảng thời gian khá là nhẹ nhàng, yên bình. Và đặc biệt là có khá nhiều những ký ức vui vẻ nó sẽ pop up trong cuộc sống. Tụ hai có vẻ liên quan đến mối quan hệ bạn bè khá nhiều nha. Mình nói mối quan hệ bạn bè không có nghĩa là các khía cạnh khác nó không nhận lại được gì, mà mình chỉ đang muốn nói được nhấn mạnh trong tất cả những bài học này thì vũ trụ muốn nhấn mạnh vào mối quan hệ bạn bè và mối quan hệ hợp tác, mối quan hệ đồng nghiệp của các bạn. Tại vì cái hình ảnh này nó cho thấy được rằng là thực ra bản thân các bạn trong tụ hai hoàn toàn có thể phát triển được một cách độc lập, hoàn toàn có đầy đủ khả năng, tố chất và phẩm chất cũng như là cái năng lực. Nhưng hợp tác lại với nhau, các bạn sẽ còn tiến xa hơn. Các bạn có thấy hơi ồn không? Tại vì xung quanh vẫn đang sửa chữa ấy, nên là mình sẽ cố gắng. Mình đã hạn chế tiếng ồn nhưng mà chắc là cũng không được quá nhiều đâu. Nhưng mình sẽ quay trở lại nha. Và con số 3 cũng cho thấy được là con số của cái việc là, tại vì nhắc đến con số 3 thì chắc chắn không phải là tình yêu ba người rồi. Con số 3 nó sẽ cho thấy con số của cái việc là bạn bè,
những người cùng chí hướng, những người bắt đầu là hiểu được cái sự thay đổi của bạn và họ cũng chấp nhận cho bạn quay lại, hoặc là bạn sẽ gặp gỡ được những cái người mới và sẽ có những khoảng thời gian hạnh phúc. Nói chung là có một thứ gì đấy nó được làm mới lại trong cuộc sống của bạn và bạn rất là hài lòng với cái cuộc sống mới này, với cái năng lượng mới này. Thì đấy là những gì mà vũ trụ trao tặng lại cho các bạn nha. Here's the Temperance. Tụi này ơi, không hiểu sao tụi này có rất nhiều năng lượng liên quan về sự cân bằng, điều độ. Các bạn có thể thử một trong những cái bộ môn, ví dụ như yoga, hoặc là những cái bộ môn gì đó chậm chậm một chút, hoặc là nhảy, nhưng mà nhảy chậm chậm thôi, để các bạn có thể cảm nhận nhịp điệu của cuộc sống nha. Mình không hiểu sao trong cái thời khắc mà các bạn xem video mà trọng tụ 2 này, hay thậm chí trong vòng một vài tuần, một vài tháng sau đó, thì các bạn hãy cố gắng giữ cái nhịp độ của các bạn nó cân bằng nhất có thể giúp mình. Bất kể là xung quanh của các bạn, ví dụ như nó ồn ào náo nhiệt ra sao, hay là nó nhanh cỡ nào, thì hãy giữ lại cho bản thân bạn ít nhất là một cái tốc độ của riêng các bạn, một cái nhịp độ sống của riêng các bạn, để cảm nhận mọi thứ một cách trọn vẹn nhất. Thì đấy chính là sự cân bằng, sự điều độ và sự kiên nhẫn. Ở đây nó cũng cho thấy được cái khả năng chữa lành của các bạn nữa. Không những là có một mối quan hệ sẽ được chữa lành đâu, có khá nhiều những mối quan hệ, kể cả trong quá khứ hay hiện tại, sẽ được chữa lành. Và nó sẽ là tiền đề cho các mối quan hệ trong tương lai một cách bền vững hơn. Thì đấy chính là cái việc mà, cái cách khôn khéo trong sự thông thái mà bạn được mang lại, và trong cái cách mà bạn thể hiện được cái năng lượng của bạn ra. Eight of Cups. Cái điều mà bạn sẽ được nhận lại sau tất cả những cái chuyện này mà vũ trụ mang lại cho các bạn, nó có liên quan đến việc là buông bỏ. Đã đến lúc bạn nhận ra được là có những mối quan hệ dù bạn cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Có những mối quan hệ dù bạn đã rất nỗ lực, bạn đã học cái cách để chiều lòng họ, hoặc là bạn đã học cái cách để thay đổi, bạn đã học cái cách để sống tốt hơn, nhưng cuối cùng, một là họ vẫn hiểu lầm các bạn, hai là họ vẫn gay gắt cho các bạn, ba là ví dụ như họ vẫn không trân trọng bạn. Thì chỉ cần ba điều thôi, đã đến lúc bạn cần phải tìm cho bạn một cái bến nỗ tốt hơn. Đã đến lúc bạn cần phải biết được rằng là bạn xứng đáng với điều gì. Và bạn sẽ muốn bạn được hạnh phúc, chứ không ai muốn bản thân suốt ngày phải đau khổ hay ủ rũ về bất cứ thứ gì. Hoặc là bạn đơn giản là bạn cũng muốn tôn trọng cảm xúc của bạn hơn. Bạn không muốn phải cười hề hề trong khi mà bạn thật sự bạn đang bị tổn thương nữa. Khá nhiều các bạn ở trong tụ 2 trong quá khứ, các bạn từng sống dưới tư cách của một cái người mà các bạn từng sống dưới một lớp mặt nạ nhiều hơn. Cũng có thể bạn làm như thế này là bởi vì là bạn sợ những người xung quanh của bạn, hoặc là bạn không muốn họ bị lo lắng khi mà nhìn thấy bạn đau buồn, hoặc là nhìn thấy bạn xảy ra vấn đề trong cảm xúc. Hay là đơn giản là bạn quen cái việc là bạn giữ lại mọi thứ của mình, nên bạn mới luyện tập thể hiện ra bạn mạnh mẽ, hoặc là bạn chây lì với cảm xúc. Nhưng mà mình thấy là trong thời điểm hiện tại, các bạn đã có một cái sự đối xử khôn khéo hơn với bản thân. Và đặc biệt, đây nó là món quà lớn nhất mà thứ nhất mình đang thấy bạn dành cho bản thân bạn, cái sự tôn trọng đó. Thứ hai, bạn biết được giá trị của bạn ở đâu đó. Và thứ ba, liên quan cái việc là vũ trụ nhận được cái điều đấy, thế nên là lại càng gửi cho bạn lại nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn, nó tương xứng hơn. Và mình đang thấy là thời gian sắp tới có vẻ như một số các bạn ở đây sẽ được gợi ý để theo một cái con đường, hoặc một cái hành trình, một cái lộ trình gì đó. Mình đang nói lộ trình thôi nha, chứ mình đang không nói là một công việc cụ thể. Nó là một cái lộ trình mà thực sự bạn sẽ được sống bằng cả đam mê, bằng cả trái tim, bằng cả nhiệt huyết, bằng cả một thứ gì đó mà bạn đã khao khát được cống hiến lâu lắm rồi nhưng chưa cơ hội thực hiện. Ví dụ như là nó là một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp, hay nó là một cái hướng đi nào đó mà thực sự bạn muốn mang hết cả cái ruột gan bạn ra, bạn cống hiến vào đấy. Bởi vì sao? Nó là một hành trình ý nghĩa, chứ không phải là chỉ một hành trình mà nó chỉ chạm tới cơm áo gạo tiền, hay là nó chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân nữa, mà thực sự nó là một thứ gì đó mà khiến cho bạn lúc nào bạn cũng được sống trọn vẹn với nó, và bạn thấy nó thật sự rất là ý nghĩa, và bạn dám xông pha vì nó, kiểu như vậy. Thì đấy là những gì bạn sẽ được nhận lại. Wow. Cái tụ này thật sự rất 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 là ý nghĩa luôn. Đương nhiên thì tụ 1 cũng rất là ý nghĩa, nhưng mà tụ 2 phải nói là các bạn ấy, nếu như mà tụ 1 nó lại thiên về, nó giống như là nó thiên về những gì các bạn ấy chờ đợi bấy lâu, và các bạn ấy đã phải đập đi xây lại rất nhiều, bởi vì những mong muốn các bạn ấy đôi khi nó hơi mơ mộng một tí, và sau đó các bạn ấy có sự tỉnh táo trưởng thành hơn thì các bạn mới nhận được. Thì tụ 2 nó lại thiên về việc là khi các bạn ấy có cái sự điềm tĩnh hơn trong cái việc cư xử, trong cái việc nhìn nhận vấn đề ở một cái cấp độ cao hơn,
hiểu được bản chất thật sự của cuộc sống này và có được sự thông thái, có được cái sự đơn giản hóa cuộc sống, thì tự nhiên cuộc sống các bạn này nó sẽ có một cái sự đảo chiều nhất định. Wow, tụi này liên quan rất nhiều đến nước, liên quan đến hành trình, liên quan đến, hoặc có thể là bạn sẽ có xu hướng là thử một cái gì đó mới, ví dụ như là thử tập nuôi thú cưng. Nếu như trước giờ bạn từng nhận là các bạn không giỏi khi mà nuôi chó, nuôi mèo hay là nuôi một cái con vật nào đó, nuôi gà, nuôi vẹt, nuôi cá hay cái gì đó, nhưng mà tự nhiên bạn được thôi thúc, hoặc là ví dụ như bạn được thử là bạn tham gia một cái bộ môn gì đó mà trước giờ bạn cảm giác là bạn không có năng khiếu, hoặc là bạn không đáp ứng đủ sức khỏe, nhưng mà tự nhiên bạn có xu hướng làm vậy. Hoặc là ví dụ như là bạn có xu hướng là bạn muốn đi đến một cái nơi nào đó mà trước giờ bạn chưa từng đi, hoặc thậm chí bạn chưa từng đi một mình, bạn chỉ hay đi đội nhóm, thì không sao, cứ thử đi nha. Có rất nhiều sự thay đổi và những sự được coi là sự công nhận tiến bộ trực tiếp, cái gật đầu trực tiếp, cái mỉm cười đến từ vũ trụ và đứng linh thiêng cho các bạn nha. Mình sẽ phải nói luôn như vậy. Đây là thông điệp cho các bạn này, change và progress, nghĩa là sự thay đổi và những sự tiến bộ rất lớn bạn đang tự tạo ra trong cuộc sống các bạn. Wow. Nó không còn là một cái lối sống cá nhân nữa, nó không còn là một cái lối sống gì đó mà chỉ phục vụ riêng cho các bạn nữa, mà thực sự nó đang hướng đến những thứ thuộc về xa hơn, thuộc về những thứ gì có thật sự có ý nghĩa hơn cả cho chính bạn và cho những người xung quanh, để chúng ta đạt được những cái sự hạnh phúc chung. Thiền định cho sự sáng tạo, rất nhiều thứ liên quan sự sáng tạo ở đây nha các bạn ơi. Các bạn có thể thử bất cứ một cái bộ môn nào, bất cứ một cái gì được thôi thúc, bất cứ một cái lối sống nào, bất cứ một cái kế hoạch nào. Và ngoài ra sắp tới rất nhiều sự rõ ràng sẽ được đưa tới cho các bạn. Mình đang thấy liên quan rất nhiều đến nước, đến lửa. Nói chung là tụ hai mình chỉ muốn kết lại một câu, các bạn càng bình tĩnh thì các bạn sẽ càng đón nhận được nhiều thứ đến với cuộc sống các bạn hơn nữa. Và các bạn sẽ càng cảm thấy thanh thản với chính bản thân với các bạn hơn nữa. Thì vừa rồi đấy là những thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn trong tụ 2. Nếu đúng với các bạn hãy comment bình luận phía dưới cho mình, hoặc ít nhất thả tim nha. Bây giờ mình sẽ sang với tụ cuối cùng. Tụ 3, bạn đã nhận lại được gì sau tất cả những chuyện này? Với cái thông điệp này ở đây, mình đang thấy được rằng bạn sẽ biết nghỉ ngơi đúng lúc. Bạn không muốn phải cố gắng cho những thứ mà khi mà ví dụ như bạn đang mệt. Nếu như trong quá khứ các bạn từng là những người mà mặc dù bạn đang rất mệt, nhưng vì bạn đang bị xếp dí deadline, hoặc là ví dụ như là bạn thấy là bạn vẫn chưa đủ giỏi nên bạn càng phải ra sức hơn, nhưng thực tế là năng suất thì chưa thấy đâu, nhưng mà tự nhiên các bạn bị kiệt quệ, tự nhiên các bạn bị mất đi tinh thần. Nhưng mà bây giờ thì sẽ không như thế nữa. Sau tất cả những cái lần mà bạn nhận ra là như vậy, cái sức khỏe bạn bị ảnh hưởng, cái năng suất bạn bị ảnh hưởng, thì tự nhiên bạn nhận ra là à không, tôi cứ nghỉ ngơi hợp lý đi đã, tôi cứ vui vẻ đi đã, và sau đó đâu sẽ vẫn còn đó, tôi sẽ vẫn hoàn toàn giải quyết được công việc một cách ngon hơn khi mà tôi có đủ cái đảm bảo cả về sức khỏe và cả về tinh thần một cách vui vẻ. Thế nên là các bạn sẽ có xu hướng là biết nghỉ ngơi khi nào thấy mệt và khi nào nên cố gắng về một cái điều gì đó, mà không phải theo cái kiểu chèn ép, không cái kiểu theo kiểu áp đặt nữa. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Thứ hai đó chính là các bạn, cái điều bạn nhận lại được duy nhất, lớn nhất của tụ ba liên quan cái việc là các bạn ấy có rất nhiều cái khoảnh khắc mà bạn ấy được học, được đọc, được chiêm nghiệm đến từ cuộc sống. Có vẻ như một trong những người thầy quan trọng nhất của các bạn không phải là người thầy đến từ trang sách vở, mà cũng không hẳn là một người thầy thực tế, mà sẽ là người thầy của cuộc sống, người thầy của những cái sự kiện thực tế, những cái mối quan hệ thực tế trả lại cho các bạn. Và đôi khi cái người thầy các bạn có liên quan đến nghiệp quả của chính các bạn nữa. Các bạn đã trải qua rất là nhiều, riêng tụ 3 là cái tụ mà mình thấy là đây chẳng qua là mình đang tổng hợp lại cái quá trình các bạn trải qua thôi. Vẫn còn rất là nhiều những cái câu chuyện đằng sau những cái tụ bài này, đặc biệt là của tụ 3. Mình đang thấy là mình rất mong nếu như các bạn liên kết với tụ bài này, các bạn hãy chia sẻ cái câu chuyện, hoặc là chia sẻ ít nhất là một vài cái sự kiện quan trọng mà các bạn đã lĩnh hội được, và nó được coi là cái bài học sương máu cho các bạn trong cái dưới cái video này ha. Bởi vì mình đang thấy ở đây riêng cái tụ 3 nha, các bạn đã có 3 từ thôi: học hỏi từ cuộc sống. Nó chính là những gì bạn được nhận lại đấy. Đó chính là thông qua ví dụ như này, bạn đưa ra một cái quyết định nào đó và sau đấy bạn kiểm chứng nó. Nếu nó đúng thì ok, bạn được nhận phần thưởng. Còn nếu nó sai, bạn đã phải trả những cái giá quá là lớn, và bạn đã nhận ra cái điều đấy, và bạn sẽ không bao giờ mắc lại một lỗi sai hai lần kiểu kiểu như thế. Hoặc là
Các bạn học đủ nhiều, các bạn tích lũy đủ nhiều, các bạn trải nghiệm đủ nhiều để làm gì? Các bạn biết cư xử với người khác hơn. Để làm gì? Các bạn tích lũy lại nó thành một cái cuốn sách của cá nhân, để sau này nó trở thành những cái phương pháp riêng biệt của riêng bạn. Để làm sao? Để mỗi ngày bạn được sống với một cái phiên bản tốt hơn của chính bản thân bạn ngày hôm qua chẳng hạn, hoặc chính của một tuần trước, một tháng trước. Thì đấy, đó là những gì bạn học được từ cuộc sống. Hoặc là ví dụ những gì bạn được từng biết trước đó, những gì mà bố mẹ đã từng nói trước đó, những gì mà trong cái lập trình cũ của các bạn đã từng có trước đó, nhưng khi bạn mang nó ra thực tế, bạn kiểm nghiệm, đôi khi ví dụ như nó hơi khác so với những gì bạn đã biết, vậy thì tự nhiên bạn lại có cơ hội để bạn được học một lần nữa. Và bạn rất là biết ơn cái điều đấy. Thì thực sự đây nó là một trong những điều rất tuyệt vời bạn được nhận lại. Và thứ ba, không bao giờ được bỏ qua, đó chính là ground và center. Nghĩa là tiếp đất và làm trung tâm. Mình sẽ đọc từ tiếp đất trước nha. Tiếp đất thì như chúng ta hiểu có nghĩa là khi mà một người biết chắc chắn được rằng khả năng của họ khi áp dụng vào lĩnh vực nào thì sẽ gặt hái, và khi nào nó trở thành điểm yếu và khiến họ không thể nào phát triển nó được nữa. Nghĩa là họ có một cái nhìn rất là đúng đắn về năng lực của bản thân. Họ không bị ngộ, họ không bị ảo tưởng, họ không bị quá đánh bóng tên tuổi, đánh bóng kỹ năng chỉ bởi vì một cái thành tích nào đó mà họ không thật sự muốn, hoặc là chỉ bởi vì họ cứ phải chạy đuổi theo một cái danh tính nào đó mà không thật sự là của không không thật sự là thuộc về họ, hoặc là không thật sự khiến họ cảm thấy thoải mái. Thì tụng ba họ đang đạt được ở trong cái trạng thái như vậy. Họ đang đạt được trong trạng thái là một chân có thể là họ vẫn ở trong một cái giấc mơ họ mong muốn. Ví dụ như giấc mơ có được nhà đẹp này, chồng tuyệt vời này, hoặc là có được công việc mơ ước này, nhưng một chân họ vẫn biết được là thực tế hiện tại họ có thể đạt được điều gì và điều gì hiện tại vẫn chưa đạt được, và điều gì hiện tại họ cần phải chấp nhận để họ học tập, họ rèn luyện hơn nữa. Nó là như vậy, nó là tiếp đất như vậy, chứ không phải là cứ đặt cái giấc mơ một cách quá phi lý và sau đó là cứ liên tục điên cuồng theo đuổi nó trong khi bản thân còn không biết là có khả năng để đáp ứng được hay không. Thì không phải như vậy, nó không phải là năng lượng của tụi ba, hoặc ít nhất nó không phải là năng lượng của các bạn hiện tại. Có thể trong quá khứ các bạn từng như vậy, nhưng mà nó không còn là năng lượng các bạn hiện tại nữa. Thì đây là cái điều mà mình đang thấy các bạn được nhận lại rất là lớn. Cái bài học về sự thực tế, cân bằng giữa thực tế và cân bằng giữa giấc mơ, cái lý tưởng hóa của các bạn, sao cho nó đạt được một cái thành tích mà khiến cho bản thân bạn tự hào. Bạn biết được là khi tôi áp dụng cái kỹ năng này vào, có nghĩa là khi mà bạn đã lên một kế hoạch gì đó trong cái thời điểm hiện tại và thậm chí trong tương lai, bạn biết là bạn có khả năng đạt được đó và chắc chắn nó sẽ diễn ra như vậy thì bạn mới làm. Chứ không phải là bạn cứ đặt một cái giấc mơ một cách quá xa vời và đến lúc sau bạn khả năng không với tới, hoặc là ví dụ như là bạn phải chật vật bạn đi theo nó, thì không phải nữa. Và chưa kể nó sẽ khiến cho các bạn bị kiệt sức nữa. Thế nên là tại sao cái lá bài đầu tiên cho thấy một hình ảnh một cô gái đang ngủ, mặc dù xung quanh là có rất là nhiều thứ bộn bề cho thấy được rằng cô ấy biết khi nào nên cần nghỉ ngơi nạp lại năng lượng, và khi nào cô ấy sẽ thức dậy để cô chiến đấu, khi nào cô ấy thức dậy cô ấy cần giải quyết một việc gì đó. Và ngoài ra từ center là mình nghĩ nhiều hơn, đó chính là riêng tụ ba nha, sắp tới hay nói đúng hơn hiện tại các bạn sẽ được nhận lại cái gì. Center có nghĩa là trung tâm. Thứ nhất, bạn tự vinh danh chính bạn bởi vì bạn chính là trung tâm của mọi câu chuyện, trung tâm của mọi cuộc chơi, trung tâm của mọi cái lĩnh vực bạn tham gia vào cuộc sống. Bởi vì sao? Bạn biết giá trị của bạn ở đâu. Bạn biết cái điểm mạnh là khi bạn làm cái này bạn sẽ rất phát triển, còn cái nào là điểm yếu thì bạn sẽ thôi, bạn tem tém lại. Đó, chứ bạn không cần phải thể hiện với bất cứ ai. Tiếp theo, khi mà nói về trung tâm là mình nghĩ cái việc là các bạn đang là trung tâm của những gì được coi là sự thu hút mạnh mẽ nhất. Ví dụ như thế này, các bạn từng được nghe đến là một vài cái vùng đất, có cả ở Việt Nam và có cả của quốc tế, liên quan cái việc nó là những cái vùng đất thiêng, và khi đứng tại cái nơi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều ánh sáng, nhận được rất nhiều cái câu trả lời và nhận được rất nhiều cái sự hỗ trợ đến từ tất cả các thực thể, không kể cả trên trời dưới đất không. Thì tương tự như thế này này, các bạn, bản thân các bạn, cái cơ thể các bạn đang có, cái năng lượng các bạn đang có hiện tại, nó đang là trung tâm thu hút tất cả những điều tuyệt vời nhất đến với các bạn, thu hút tất cả những năng lượng tốt nhất, thu hút tất cả cái sự trợ giúp mà trước giờ bạn không có, thu hút tất cả những cái kể cả cái việc nghỉ ngơi này, nghĩa là để cho bạn biết khi nào bạn nên làm gì và khi nào bạn không nên làm gì. Và ngoài ra trung tâm này còn làm mình nghĩ cái việc là các bạn ấy biết ưu tiên vấn đề gì là quan trọng với các bạn ấy bây giờ, chứ không phải các bạn ấy làm rất nhiều thứ nhưng cuối cùng không thứ gì thành công, hoặc là không thứ gì gặt hái cho các bạn, hoặc không thứ gì mang lại năng suất nữa, mà bây giờ các bạn biết là ok, ví dụ như trong tuần này các bạn ấy đặt ra một mục tiêu là tôi sẽ tập trung vào chăm sóc bản thân, thì trong tuần đấy dù các bạn ấy có bận đến đâu các bạn vẫn sẽ dành thời gian chăm sóc bản thân. Thì đấy gọi là từ trung tâm.
Hoặc là ví dụ như là từ trung tâm nó còn được thể hiện về việc là ví dụ như một tuần sau đó các bạn ấy tập trung vào cái từ là kiên nhẫn và tập trung vào cái việc là phát triển ý tưởng mới, thì các bạn sẽ chỉ tập trung vào những từ khóa đấy thôi. Đó, nó là như vậy để các bạn ấy không đi xa quá so với, hoặc là không bị sao nhãng bởi những cái điều làm phiền khác, hoặc là những cái việc mà tự nhiên nó phát sinh trong cái tuần đấy. Và ngoài ra center cũng là mình nghĩ cái việc là sắp tới có khá là nhiều nhiều người họ họ tôn vinh các bạn, họ muốn đến bên cạnh các bạn, và bạn cảm giác bạn đang được xoay bởi một cái bạn giống như là trung tâm của mọi thứ ấy. Rất là nhiều người họ 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 muốn đến bên các bạn và họ xoay giống như một vòng tròn vậy. Your base chakra. Các bạn sẽ có xu hướng là thích màu đỏ nhiều hơn, hoặc là ăn những cái thực phẩm mà ví dụ là đến gần từ đất, sử dụng những thực phẩm healthy hơn, những thực phẩm lành mạnh hơn, chuyển đổi chế độ ăn. Các bạn có xu hướng là làm việc, kể cả cái kế hoạch của các bạn. Ví dụ như lúc trước các bạn chỉ có xu hướng là các bạn lập kế hoạch rồi sau đó các bạn cứ follow cái kế hoạch, đi theo kế hoạch đấy mà các bạn không để ý quá nhiều đến cái việc phải thay đổi theo thực tế nha. Thì trong hiện tại và trong tương lai các bạn sẽ có xu hướng làm đến đâu chắc đến đấy, không bao giờ phải làm lại bất cứ một thứ gì, không bao giờ để mắc lỗi bất cứ thứ gì. Đấy là những cái thật sự rất là quan trọng và bạn đã rút ra được từ cái việc là các bạn học hỏi từ cuộc sống, từ những lần vấp ngã. Và base chakra nó cũng cho thấy được rằng các bạn có xu hướng là đến gần hơn với đất. Có vẻ như là cái môi trường mà các bạn chọn ngủ có thể như là hướng tới ánh mặt trời nhiều hơn, hoặc là ngủ gần tự nhiên nhiều hơn, có cây cối nhiều hơn, hoặc các bạn đến những cái vùng mà có cây cối các bạn rất là dễ thư giãn nhiều hơn, các bạn nhận được nhiều thông điệp hơn. Một số các bạn khác thì muốn đi chân trần nhiều hơn. Các bạn loại bỏ bớt đi những cái đồ plastic hay những cái đồ điện xung quanh nhiều hơn. Một số các bạn khác thì có xu hướng là các bạn làm hay nói những thứ gì đó nó thật sự chắc chắn và nó cam kết bởi vì bạn làm được và bạn có khả năng làm được, chứ bạn không như kiểu là nếu như lúc trước bạn hay có xu hướng là bạn nói là bởi vì đôi khi bạn sợ người này người kia họ bị buồn vì nếu như bạn không làm được thì như kiểu là họ nhờ bạn nhưng bạn không làm được, bạn buồn cho họ nên là bạn như kiểu là nói cho qua chuyện, nhưng bây giờ thì không phải như thế. Cái luân xa số 1 nó sẽ cho thấy được là một người họ biết chắc chắn họ cần gì, muốn gì và họ làm thế nào để đạt được. Cũng như là họ sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì họ nói và họ làm một cách thực tế nhất. Không có sự giả tạo ở đây, không có cái sự dối lừa ở đây, không có cái sự gọi là thỏa hiệp ở đây với những điều dối trá. Không có những cái việc là họ họ bỏ qua sự thật ở đây. Tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày ra một cách thật nhất. Và một trong những điều bạn nhận lại nữa sau tất cả mọi chuyện đó chính là niềm vui. Rất rất nhiều niềm vui sắp tới đến với các bạn. Và hiện tại trong cuộc sống các bạn cũng đang tạo ra được rất nhiều niềm vui. Con số 1010 và 1011 sẽ là con số mà gần đây các bạn sẽ hay gặp. Một trong những điều bạn nhận lại có liên quan đến bản lĩnh. Các bạn sẽ cực kỳ bản lĩnh trong thời gian này và thời gian tới, khi mà các bạn dám tự đứng lên đấu tranh cho chính các bạn. Khi bạn tự đứng lên, bạn nói chuyện với những người đã từng đàn áp, hoặc những người đã từng uy hiếp, những người đã từng khiến các bạn cảm giác là các bạn thiếu tự tin. Các bạn nói sẽ chuyện thẳng thắn với họ, hoặc hành động trực tiếp để cho họ thấy là bạn không dễ bị bắt nạt, không dễ bị ức hiếp, không dễ yếu đuối như vậy. Chỉ bởi vì lần trước, hoặc là những lần trong quá khứ là bởi vì bạn còn nhịn, hoặc là bởi vì bạn không muốn gây thù chuốc oán gì đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Và chiến thắng của các bạn nha, bạn biết điều gì là đúng cho các bạn và các bạn sẽ không bao giờ khoan nhượng bất kể điều gì xảy ra. Thế nên là một món quà sẽ được đưa tới cho các bạn thông qua một chuyến đi, thông qua một hành trình, thông qua một cái sự lội ngược dòng để tất cả mọi thứ phải hướng về các bạn, giống như bạn sẽ được là trung tâm của mọi thứ vậy. Mặc dù bạn sẽ khá là bất ngờ về cái này nha, nhưng mà sự thay đổi này mang mang dấu hiệu tốt nha. Mình thấy các bạn đã tự động thực hiện được rất nhiều những cái tiến bộ tốt, thế nên là bạn sẽ được gửi lại những cái cơ hội rất tốt để bạn đón nhận. Moving on. Yeah! Cứ tiếp tục đi tiếp đi, bởi vì thời gian rất gần để bạn nhận những cái phần thưởng của các bạn rồi. Mình sẽ nói luôn là phần thưởng nha. Ở đây lại một lần nữa nó khẳng định về chuyến đi, một cái sự di chuyển về nhà cửa, một cái sự di chuyển về công việc vùng đất, một cái thứ gì đó mà buộc các bạn phải di chuyển giữa các nơi với nhau, chứ không phải là chỉ ở cái nơi hiện tại các bạn đang ở nữa. Và ngoài ra thì hãy chờ đón hàng loạt những kết quả tích cực cho các bạn đi. Đây là những gì thông điệp của lá bài nha, không phải mình cho thêm đâu. Rồi, thực ra nó đến từ sự kiên quyết của các bạn và những gì các bạn đã nỗ lực trong thời gian vừa rồi thôi. Chúc mừng các bạn. Thì vừa rồi là những thông điệp riêng tụ này, thì không còn quá nhiều thông điệp nữa, tại vì nó cứ đang lặp đi lặp lại, mình không muốn nói thêm. Chứ không phải mình cố tình nói ít đâu nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay ba tụ đều có ba cái thông tin riêng biệt.